Con đi đâu đây? Không đi. Ok con. Đi nói chuyện đi. Từ nhà em ngày nay đi thả diều mới nặng đến cả ngày. Một tuần sạch diều đi thả, không có tí gió. Dây lại cho rồi. Chạy nữa ha. Chạy nữa. Nhưng có hoa hôn đây. Hôn hôn một tỉnh. Nhập, nhập đi chơi. Ở hai ông bà có chủ đi dục ngồi trong công viên. Đại Nội. Em đang ngồi trong khu vực kinh thành Đại Nội. Đây là trước mặt kinh thành từ Ngọ Môn. Đó, đây những cái tán cây xanh này. Bà con thấy nè. Wow, cái cây này. Cây này cây à. Cư đó. Trời ơi cây này. Cho bọn cây đại. Đi ra. À, còn mày gì đi thể dục mày gì ngồi tạm chuyện đó này nóng mà à, nhiều chuyện lắm em, nhiều chuyện lắm, ra công viên nhiều chuyện em mày người cái chuyện cười đùa mình sẽ nói chuyện mày như này là ừ trời ơi nha anh em bảo cho em đi đây anh nói lên đi mày như này nhà vui không chờ trời về 32 độ đó, bắt đầu kéo dài nặng nọng nó đó bà con. Và công viên à, lúc này là 5 giờ chiều có hoàng hôn đỏ lom luôn. Yeah, công viên đây là cái quảng trường Ngọ Môn. À, đi quay thả diều hai nhóc nhà em rồi chạy đi, có thể lên nó dây ngắn rồi. Hai ba chạy lên gió hơi yếu nhưng mà dây ngắn thì không lên cao được mà chạy thả diều đá bóng rồi xong rồi lượm diều gió mà nữa đó lượm diều quá chửi đấy. Phải lượm diều. Wow, chà, những cái hàng cây xanh trong mà Ngọ Môn. Một buổi chiều tại cửa Ngọ Môn, bao nhiêu hoạt động, mặc dù nặng chưa nặng lắm nhưng mà điểm giao mạc vẫn là khu vực có công viên, có quảng trường. Dạ, chiều nay là chiều 24 tháng 3 năm 2024. À, ngày chủ nhật cho nên là đoàn du lịch thì các em ít thấy ghê.
đó, ngắm cảnh Huế. Một buổi chiều bắt đầu những cái nắng nóng. Đẹp nha. Đây lâu lâu phải vô Đại Nội Kinh Thành, vô ngậm vô nồi chơi. Ở Kinh Thành, ngoài Kinh Thành thì lâu lâu phải vô nồi chơi cho biết, vô hoàn thành đó mọi người. Đó, bà con đến đây cũng khá đông để chụp hình chiều nay. Lâu Ngũ Phùng. Hoàng hôn. Đã cũng nhiều hình ảnh là bà con, có cả những vị sư đoàn đi ăn thải lạc cơ nên là như Thái Lan. Đây, người ta cũng theo đoàn, người ta cũng theo đoàn đi tham quan. Ở đây lúc có những cái họa đi hoặc hay là đi công tác công việc gì đó cũng ghé thăm Kinh Thành Đại Nội, thăm cảnh đẹp của Huế cho biết. Chiều mang mắt bên hoàng hôn. Hoàng hôn chiều nay tím lim luôn. Vừa đi anh nhân vừa chụp á. Rồi. Đi cả sầu hăng hăng. Em ơi bà. Chim bay. Đánh cái gì cả. Cái bún nước, cái hông. Thôi có lâu Ngũ Phùng đạp chứ bà con. Hướng dẫn thuyết minh điểm bằng vẽ. Đây thì mua thử cái nước điện tử này. Rồi, hình như là nhận sổ đó con. Này à. Số 15 ngàn à, có giá thế. À, số 12 này. Cái số ký hiệu này, con muốn sai. 24. À, số 24 là tức là cái chai nước tự. Rồi, đo chi đó. À, rồi, giờ ra lấy. Là tiền thừa không biết có thổi lại không. À, nước lá rồi đó. Rồi, đúng rồi, bấm bà lại ra đây. Có hướng dẫn lại ra, tiếp. Tiếng thưa con nữa, à, từ ra, à, tiếp, con nữa đến từ ra. Là tiếng thưa đó.
À, trời giỏi nha nè. À, có 5.000 à. À, em bom, à đúng rồi, bom có thử, thử. Ừ, nó rụt 5.000 ráng, thôi mất 5.000. Rồi, chọn số. Ừ. Số 29, rồi. Đây đúng rồi đó. À, rồi là để lần đầu tiên luôn đọc quá chứ. À đúng rồi, 5.000 của em. Như vậy là lại được 5.000. Rồi, rồi cảm ơn. Đúng rồi, đúng rồi. Lần đầu cũng đi đi chợ mua mua máy hàng tự động Within Mắt Mắt Hia. Đó, nước cũng đã ra rồi đó. Nhóc nhà em cũng tò mò lắm, cho con thả mua một lần. Cũng ít sử dụng mọi người. Đó, đi sử dụng vài lần thì cũng quen, nhưng mà lần đầu làm thì cũng lo mò như là sẽ quên lên tận. Như mua ở đây là như là bao nhiêu là mình bỏ bệnh giả vô thôi. Dạ, đủ mọi hợp đồng luôn. Bỏ cái tiếng lệ. Quay mẹ o đừng thật. À. Ừ, bác cho cháu. Đó là những hình ảnh chiều nay tại quảng trường Ngõ Một. Khi trời bắt đầu có những biểu hiện nắng nóng. Thay nhiều xong mà phải vô chạy mới được. Để đi nghe râm mát nha. Em chết không có chạy mà chịu. Đi ôm thôi. Tay mà, vô còn chạy mà răng. Còn chạy thì uống bia thôi. Phú đá rồi giải khát. Có tiền nên muốn để trả thì khỏe. Ai ứng rồi thì... Tay, phương tay. Người phương tay là rồi. Mình vô ăn chay, tay vô uống chay. Đi sô dông. Đi sô dông chay. Cái sự miếng măng thôi đều không có thịt. Thịt nhưng mà thịt không đầu. Cảm thấy người ta sao lại đó. Nhìn hấp dẫn ngon đó. Ăn đi, mời bà con. Mình sẽ giòn tròn chập nó siêu lại nè, thịt giòn. Đó, tay họ có uống chay xong họ về đó. Ngon đó bà con. Mời bà con chay cùng em nha. Ngon, nước sốt ngon lắm.
Nhiều dần hả? Chạy thì nhẹ nhàng. Bạn cũng tuổi đó không bỏ bằng, không bỏ ngọt, không bỏ tay. Ngon đấy. Cái này đâu ạ? Ngon lắm. Ăn được không? Cũng được. Món đầu tiên, xem ăn lẩu nữa bà về. Ừ, đúng rồi, ăn được học phát ạ. Người ta đi ăn chay nhiều đó. Ai lâu lắm. Lâu rồi nồi lẩu thêm mà giữa bụng nó là xong. Không cay đang nhóc thích lắm này. Lẩu này quá là lẩu nấm mà. Ăn về nấm về phun đầu về chi đó. Quay quay cây cho đẹp cái. Đây này tương ở đây này không ăn. Đó lẩu quả phun đầu. Đó cay đó. Chưa nấu cay. Nói nha bà con. Ăn kem thì chắc là cùng dùng rau cải, ăn bún rồi. Lửa đã lên. Kem là về cháo nè, cháo cháo còn về tinh khiết. Ăn tinh này hề, ăn ngon không? Wow. Ăn bên này cháo nè. Cháo lạc. Cháo đây thì ngon bằng những quán khác không? Ngon. Cháo lạc. Cháo lạc cũng ngon bằng. Cháo thơm thôi, dạng với cháo mùi vì thế cho ngon lắm. Cháo nhạt á. Còn nhiều nơi làm cháo ngon lắm. Nhưng chê nhưng mà vì cái cháo thì nó không thơm về béo. Nhưng mà cháo này chưa béo lắm. Thơm thôi. Cháy có cháo có xí dâu cứng. Trời đời sôi lắng thôi. Món này ngon lắm ba con này. Ăn miếng bụng về bò à. Cháo sau khi em thấy chưa ngon lắm nên bò thì tính ớt thì xí dâu vô nè. Thêm thì ớt nữa nha ba con. Nó sẽ thơm. Ngon không? Thầm thạp hơn. Rồi ăn. Không mọc luôn ạ. Đó. Đó nó. Nó lồng cũng được tập hơn. Cái xì dầu mà việc mặn luôn á. Xì dầu ăn chay mà. Mặn chứ. Đấy. Món này là gọi là bún xì dầu này. Ngon. Đó. Ngon đó. Dâu ở kia. Dâu cháo. Đây bụng xì dâu. Dâu. Xôi thì cho rau băng. Rồi ăn thôi. Cả con bò bụng trắng trắng cắn ăn đây. Rồi bò bụng ăn lột đây. Cái bóc tay nữa đó. Rồi rửa tay cho khỏe. Rồi rửa trắng đi vào nó nhé. Rồi rửa trắng ăn đi thôi. Rửa trắng đây. Để cho số tiền ra rồi. Rồi ăn lẩu thôi bà con, lẩu thôi mọi người ơi. Đó, mọi thứ một cái, vừa nước vừa cái.
đó, ra đây đủ. Ừ, chi nữa, nấm màu đỏ đỏ, rồi đầy đủ. À, rau nữa. Đó, ra một chén bún lẩu rồi nhé. Rồi em mang lại phần nêm theo đồ nữa. Chào xì dầu tương ớt. À, đúng bài chưa? Rồi xin mời thôi. Như vậy là lẩu bún ngay ngay râm. À bà con này. Đây là phụ trúc. Rồi con đầu tươi, rồi con đầu chiên. À, ăn kem. Rồi xin mời mọi người. Ngon đó. Ăn được không? Được hả? Game ăn ngon không? Rồi. Rồi bún mắm 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 xì dầu. Rồi ngon, ok. Cái món ăn cũng vừa miền với cả nhà mọi người. Rồi và video chiều nay em xin cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi nhé. Có một buổi chiều thư giãn cùng gia đình ngày rằm. Dạ. Rồi và xin kết thúc video. Xem thầy hay thầy vui, bà con không quên nhấn like đăng ký kênh để ủng hộ những Vũ Hòa Bình Vlog nha. Dạ. Em xin chào và hẹn gặp lại bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.